nó mặt nó ghê lắm, cười cười à, nó có cái sừng, cái sừng trên đầu. Dạ Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhân Khải à. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay Khải đến nhà của anh Hải à, là có đứa con tên Diệu á, có một chứng bệnh rất kỳ lạ đó cô chú anh chị. Cháu rất là đẹp gái luôn mà nhưng cháu có mang một căn bệnh rất là kỳ lạ, thì hôm nay là Khải với cô chú anh chị vào tìm hiểu nha cô. À con khỏe. Chúng mày con khỏe hả? Dạ. Sao mà chú nghe ba con nói là con hỏi con phát bệnh lại là sao? Dạ con đi chơi, con quên em bùa. Bữa đó là con đi chơi đông không? Dạ đông. À con đi chơi là con quên em bùa hả? Rồi con đi chơi đông rồi là con giỡn à? Giỡn chơi bất chơi bất được á. Ừ. Rồi lúc đó là con trốn hả? Dạ không, con gượng ta. Con gượng ta. Dạ đi nghi chăng nó mổ của người ta rồi xong con gặp ma. Là bữa đó là con gặp mà ma là có xung quanh nó có ai không? Dạ có hai nhà em. Mà hai đứa em nó không thấy hả? Dạ không, nó chạy vô trước con bỏ con chỗ đó mà nên con kêu nó chờ con. Ừ. Mà nó đi vô luôn. Con thấy con ma đó là nó sao? Dạ nó mặt nó ghê lắm, cười cười cười. À, nó có cái sừng trên đầu. Cái sừng đó là sao đâu, con diễn tả cái sừng nó sao đâu. Con lấy cái tay con làm diễn tả cái sừng nó sao đâu. Không, mình diễn tả là đâu có gì đâu. Con biết diễn. Không, cái sừng của nó làm sao, nó mọc sao á. Như với tay để gì nè. Có hai bên hai tay, sừng nó sao chứ. Anh nói biết sừng gì không? Con biết sừng trâu không? Nói như sừng trâu vậy hả? Nhưng mà nó hơi cục. Chút. Nó hơi cục mà như là nó hơi có ló lên tí ha. À, cái con ma đó là nó già không? Không, trẻ, hơi trẻ. Hơi trẻ. Dạ. Là nó có hai cái đó là phải hai cái năng chứ không phải là hai cái sừng. Nó đó là con quỷ chứ không phải ma. Mà bà lúc đó là con thấy luôn. Dạ. Rồi nó có mặt xanh không? Con không nhớ nữa. Con nhớ nữa. Sao rồi con có đi rồi con đem bùa cho nó cẩn thận nha, đừng có bỏ quên này. Tại vì cái sức khỏe con còn yếu á. Lúc đó hết nhớ rồi, gặp nó hết nhớ rồi. Thì nó lết ra ngoài lộ quá. Nó ngồi cái gì làm cho tôi quen là anh bên đó nó là cũng làm nó ra ngoài là nó ngồi thì nó sao anh nó ngồi nó ôm bụng nó khóc quá. Nó khóc lên nó là sao bỏ tao, sao bỏ tao. Là ai ôm bụng? Nó ôm á, ôm nó mệt á. Nó hồi này sao mày bỏ tao, sao mày bỏ tao. Rồi mấy con cháu lại ông cô ba chế dụ nó làm gì bỏ trời cà. Rồi tôi mới lại đẩn kêu nó về. Tôi kêu về rồi con về về con. Rồi cho nó vô nói vui bùa. Thì sau nó kêu tắm. Tắm rồi nước của con phụ đó. Rồi xối rồi nó tỉnh táo. Cũng khai khỏe, cũng mừng. Lúc đó là nó đi chơi, nó giỡn mình, nó thấy ma rồi nó ra mình với lỗ nằm. Ừ. Lúc đó là gì nó la lên. Nó khóc quá, nó khóc. À, nó là nó tại sao mình bỏ tao hả? À, sao bỏ tao? Là Diệu nó nói ha. Diệu nói. Lúc đó con nhớ không Diệu? Ừ. Lúc đó con không nhớ luôn hả? Dạ. Nó biết rồi. Con nghe nhớ em kể đúng không? Mà từ khi mà ông sư phụ ông vô như là trị bệnh con, từ khi mà ông trị bệnh con tới giờ rồi, từ đó tới sau là con có thấy cái gì không? Con ngủ con có thấy gì không? Dạ không, bình thường. Rồi con có lạnh gì không? Dạ không, nực. Cũng như là con nực ha. Dạ. Có chủ yếu là lúc mà con đi chơi á là con quên đem bùa xong con bị luôn. Là con mới thấy. Dạ. Giờ con dậy ngủ được chưa? Dạ ngủ được. Lúc trước chưa thầy chưa chạy rồi con có khó ngủ không? Hơi khó. Gì nữa hả? Ừ. Cũng như bây giờ là nếu mà con đi ra ngoài là con thấy. Dạ. Sao ngộ ta? Không có, cái thấy. Không có bùa là thấy ha. Dạ. Sau chú từ hết bệnh ha. Nó ăn cơm được, nó ăn bằng chén. Nó ăn cá không được luôn. Nó ăn chay. Bây giờ là ăn cá không được luôn. Dạ, con ăn được luôn. Là bây giờ là cũng như là con ăn cá là ăn không được luôn hả Diệu? Dạ. Chú ý mình ăn tàu hủ ha. Dạ. Nhìn chay luôn á. À, anh thì hôm nay thì anh đến đây thì em cũng gửi cái
500.000 đó. Là của em coi lại cho nó nằm trên Facebook này. Là Facebook là Hồng Linh Nguyễn là gửi cho bé Diệu là 500.000. Thì hôm nay thì em đến đây thì em gửi cho anh. Dạ đang chỉ về thằng ông. Cái đó là Facebook Hồng Linh Nguyễn. À gái hả? Gái Hồng Linh Nguyễn á. À, nói chung cảm ơn là Hồng Linh Nguyễn được rồi. Cha hay gái mình cũng đâu biết đâu. Không á chị. Hồng Linh Nguyễn. À, cảm ơn chị Hồng cho cha con em. Hồng Linh Nguyễn là ở trên Facebook á, là cái người đó là bên Facebook nó gửi qua. À, cảm ơn. Thì, lúc này chắc anh hỏi mà anh nghe cái tai của anh là đi khám cũng như là chụp hình rồi sao rồi? Khám giờ thôi là mổ được rồi. Thôi khám Cần Thơ á, bác sĩ Cần Thơ kêu mổ thì chưa có tiền được, chưa nó có tiền mới mổ chú rồi. Giờ lúc đó là anh có đi khám Cần Thơ hả? Khám mà Sóc Trăng. Khám Sóc Trăng là nhưng mà phải mổ là phải lên Cần Thơ. Mổ Cần Thơ. Thì chưa có tiền mổ. Bây giờ mình mổ đó là cỡ bao nhiêu mà hỏi bác sĩ không? Bác sĩ hôm nay có 7-8 triệu nữa. Có 7-8 triệu. Rồi bây giờ là cái tay của anh là dặn dở coi là nó như là nó còn dứt gì không? Nó tê, nó cứng. Lúc đó nó gãy chỗ nào anh hả? Gãy đây nè, gãy vừa nát luôn, gãy hai cống xương nha. Rồi nó dập xương. Bây giờ hiện nay anh đi lại đang làm gì sống gì hả anh Hải? Dạ, lúc mà chưa gãy đi tóc dạo anh. Dạ. Dạ, đi tóc dạo. Giờ gọi anh bị gì là lưng bị như bị gùi bệnh gì anh? Dạ, bị đó bệnh đan, lúc năm cái tuổi bệnh đan. Bệnh đan cha mẹ cũng như nghèo mà. Dạ. Không có chị hết tình chị rồi mới phát ra. Nó nổi đi càng ngày một xíu à, càng ngày càng bự bự vậy. Dạ. Mới đầu nổi sao à, càng ngày sau nó ung ra trước nè. Khổ luôn chú ơi. Rồi chú có rồi vợ ấy, rồi vợ của anh đâu? Dạ, vợ bỏ này, kêu cái đồ đi mặn tiếp. Đi phố mặn tiếp mà nuôi bốn nhỏ sửa nhà. Dạ. Nhà giọt nát nè. Rồi một hai sáng sau có ông khác. Yeah. Dạ. Má ơi, dạ không có má ơi. Có cách hay dạ? Dạ. Mong các nhà tâm giúp cho con cảm ơn. Dạ, có anh mấy đứa con anh Hải? Bốn đứa. Ồ, bốn đứa hả? Bốn đứa. Rồi cháu Diệu này là thứ mấy, con thứ mấy? Dạ. Con thứ ba. Còn mấy đứa con kia đâu, hai còn ba đứa đâu? Hai đứa con đứa lớn là tự lập sống lên thằng trai á. À có gia đình nha. Nó giờ đi dĩ giờ nó thay mẹ nốt quá. Dạ. Và thằng đứa tao rồi nó mới về nè. Nó qua bên ngoại lên và bắt ốc. Dạ. Bắt ốc kiếm tiền xài. Coi như là có đứa con cũng dẫn đi bắt ốc ha. Dạ thằng trai. Dạ. Bến, vì anh ngày nay cũng đâu làm gì được ha. Dạ. Dạ. Là thằng cháu của anh về đây hả? Ờ nhìn về đây. Nó nhỏ gái. Con gái gì thằng mẹ rồi, nó đi mẹ chơi luyện mẹ bắt luôn. Dạ. Vậy coi như trụ cột chính là con trai út của anh đó hay gì? Dạ, con trai út luôn. Dạ. Rồi bé Diệu, bé Diệu học lớp mấy rồi con? Dạ, lớp 6. Dạ, con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 17. 17, con còn học không á, con nghỉ rồi? Dạ, con nghỉ rồi. Con nghỉ hồi nào vậy? Không. Dạ, nghỉ nhớ lúc không. Cũng là con lúc nhớ lúc không hay được. À. Dạ, tao nhớ vậy. Dạ. Bệnh viện thử con không nghỉ học luôn đó hay gì? Dạ. Nghỉ dạ, con có. Thì bạn đánh con nghỉ. Nghỉ ba dạ. Bạn đánh hả? Dạ. Làm gì bạn đánh? Bạn kiếm chuyện. Đánh con nghỉ hả? Dạ, đánh hoài con ép mẹ nó, mẹ không có la nó. Nó vô đánh con thêm luôn. Vì có bệnh này nó khờ đó là ai cũng biết ha. Sao con không ép cô? Nhếp. Không giống mẹ con hết rồi, sợ dễ quýnh quýnh đó. Mày nghỉ hết 3 năm rồi, giờ nghỉ giờ con ở nhà không chứ đâu làm gì đâu. Cái đó là bạn nữ đánh hay là bạn nam? Nam. Rồi sao con mét cô?
Không có cô có thầy à? Ừ, nghỉ học thì giờ con mát thầy. Rồi mình là nữ mà thầy là nam nó quýnh mình mà mình không chịu mát. Quýnh ai trong lớp luôn mày, lớp đó thầy chưa vô. Thì thầy vô mình mát. Lớp cơ học chịu bị hai bạn gái kìa quýnh con. Con về luôn, chạy về con hiến học luôn. Tại sao cha kêu đi học đi? Còn con muốn đi học. Rồi con có làm gì không mà tao quánh? Dạ không. Tự nhiên tao quánh hả? Kiếm chuyện á, nó kiếm chuyện em con rồi con bên em. Rồi nó sao nó lại đánh con. Ừ. Rồi con sao con đánh lại? Không lại. Đánh không lại hả? Một người cầm tay, một người đánh. Ừ. Người đánh con sợ con nghỉ học luôn. Dạ. Vì mà không chịu mát thầy hụt, con chủ nhiệm mình. Không dám. Có gì đâu không dám, con cưới con mát thầy đó, rồi xong cưới thầy mới mời giấy về phụ huynh. Nó nghỉ rồi vô bà nội á. Nhưng bà nội á trong bệnh viện á, tôi á 10 lần bệnh hết 10 lần. Thế mà đó, thế mà tới giờ luôn. Rồi nhờ ông Hai Chính đuổi ra này kia hết thấy luôn. Mình chắc chưa nắng ai là đất mệt. Nếu mà nó buồn ngủ thì sao ta? Con buồn ngủ hả? Dạ. Yeah. Con thường buồn ngủ là chiều chiều là con buồn ngủ hả? Dạ, thường thường. Ít lắm. Sao con này thấy ngáp quá vậy? Thường thường. Anh Hải cho em hỏi cháu nó bệnh từ lúc nào vậy anh Hải? Từ nghỉ học á chú. Vậy là 3 năm nay rồi phải không? 3 năm nay nhưng mà bà nội á mới về bệnh dung. Rồi bà nội trong bệnh viện á. Dạ. Rồi, mà, rồi anh có trị bệnh gì cho cháu gì không vậy hả? Có giúp ông thầy á. Nhờ có chú là đứa ông thầy còn thơ lắm. Thấy bớt rồi. Lúc mà đi bệnh viện kìa. Có đi bệnh viện tâm thần không? Bệnh viện bác sĩ khám không ra. Khám ra rồi mới nên về đây nè. Về đây tại vì nó lên cơn. Lên cơn nó khóc cái cừ ra rồi mới kêu ông Hà Chính. Hà Chính mới đủ ra nó bớt hết. Bớt không bớt đâu hết thẳng đâu. Tự nhiên nó chắc chưa là nó chắc mệt, lạnh. Vậy là anh có đưa đi bệnh viện rồi hả? Có. Bệnh viện nào vậy anh? Bệnh viện Mỹ Tú có nè, bệnh viện có. Rồi Cần Thơ. Vậy hả? Vậy là người ta khám tao là không thấy bệnh gì hết? Không bệnh gì chân. Sao chú đeo cái chèn vậy? Chú sợ cuối sao? Vậy vậy? Đeo. Đó là sao con biết rồi. Lấy con hả? Chú cầu con hoài luôn, sao chú có được? Sao ai cũng mới lần đầu gặp đó, có đâu. Sao chú mắc cỡ? Tại vì chú thấy chú mắc cỡ, có là đâu. Thấy chú... Không phải, chú sợ vợ. Vậy hả? Chị sợ. Ừ. Vợ thì... Chứ là này ai cũng sợ vợ chứ coi. Là chú đầy gặp rồi. Ai cũng trải qua rồi. Ai trải qua rồi. Con có bạn chưa? Dạ. Có người yêu chưa? Chưa. 17 tuổi là 17 tuổi trong giấy hay là 17 tuổi ngoài là ở ngoài. 17 là trong giấy. Là ở ngoài 18 hả? 18. Dạ. Đúng rồi. Nó còn ra khổ lắm rồi. Rồi anh có dự định đưa cháu đi khám bệnh gì không anh? Dạ không, mấy khỏe rồi. Khỏe hả? Khỏe rồi. Không biết nữa, như có tiền nha, mà mổ quá rồi, không biết nha. Không biết ai nuôi nè. Nó nuôi lại gặp nữa. Nó chưa hết thẳng. Mổ gì? Gì không có. Mổ gì? Ai mổ? Anh mổ hả? Dạ. Anh mổ cái tay đó hả? Dạ, có tiền mổ cái tay để ra. Cho cái tay nó lật ngược lại, mình cầm cái kéo như tập đời á. Ừ. Cái gì là xúc tay đi qua đó. Vậy là cái inox trọng cái gì? Có cặp inox cái gì? Dạ có, 2 cây. Mà lạnh chưa mà mở ra? Bác sĩ cặp thao được rồi. Ừ. Mổ được rồi.